chương 2 Phẩm 13 Hoa hương. 1. Hương giới hạnh. Thuở xưa, sau khi thành đạo tại Vương quốc La Duyệt Kỳ, trên bước đường hoằng hóa, Đức Phật dần dần tiến về kinh thành Xá Vệ, nơi mà vua quan và thần dân vô cùng tôn kính Ngài. Bấy giờ đại thương gia Ba Lợi cùng 500 khách buôn ra biển tìm châu báu. Trên biển, họ gặp một vị thần đưa một giốc nước ngọt hỏi Ba Lợi: "Người nghĩ xem, nước trong biển nhiều hay nước trong giốc tay ta nhiều hơn?" Đáp: "Nước trong giốc tay của Ngài nhiều hơn, vì nước biển tuy nhiều nhưng không ích lợi gì cho đời sống này, không thể cứu người thoát khỏi cơn khát. Giốc nước trong tay dù ít ỏi nhưng có thể giúp người qua cơn khát, nhờ đó sẽ hưởng vô số phước báo trong nhiều đời." Nghe điều ấy, thần biển vui mừng khen ngợi, cởi sau chuỗi bảy báo có 8 mùi hương đang đeo trên người tặng cho Ba Lợi và hộ tống đoàn thuyền về đến bổn quốc bình an vô sự. Về nước, Ba Lợi dân chú ngọc thơm lên vua Bá Tư Nặc, đồng thời kể cho vua nghe câu chuyện gặp thần biển và thưa: "Tâu đại dương, thần nghĩ sau chuỗi ngọc thơm quý giá này xứng đáng được trang sức cho người cao quý nhất, nên thành kính dâng lên ngài, xin đại dương hãy chiếu cố nhận cho." Nhận được chuỗi ngọc, nhà vua cho là vật quý hiếm, liền gọi các phu nhân đến xếp hàng trước mặt: "Người nào đẹp nhất sẽ được tặng sau chuỗi thơm này." 6 vạn phu nhân đều trang điểm lộng lẫy bước ra, chỉ thiếu phu nhân Mặc Lợi. Nhà vua hỏi: "Phu nhân Mặc Lợi tại sao không đến?" Người hầu tâu: "Hôm nay là ngày rằm, phu nhân thọ trì trai giới của Phật, mặc y phục thô xấu nên không dám đến dự." Nhà vua nổi giận, liền cho người đến bảo: "Vì trì trai giới mà dám trái lệnh của trẫm sao?" Nhà vua triệu 3 lần như thế, phu nhân Mặc Lợi vẫn để nguyên y phục thô xấu đến tham dự. Dù vậy, nhưng nhan sắc của bà vô cùng lộng lẫy hơn cả ngày thường, rạng rỡ như mặt trời mặt trăng. Nhà vua vừa kinh ngạc vừa kính phục hỏi: "Nàng nhờ công đức gì mà thần sắc rực rỡ khác thường đến vậy?" Phu nhân tâu: "Tâu bệ hạ, thiếp nghĩ rằng mình kém phước nên phải chịu mang thân người nữ. Những ý nghĩ xấu ngày đêm chất cao như núi, mạng người ngắn ngủi, e sợ phải đọa vào 3 đường ác. Vì thế, mỗi tháng thiếp thọ trì trai giới của Đức Phật dạy. Một ngày tạm thời các đức ân ái tu tập theo đạo, mong đời đời được hưởng phước báo tối thắng." Nghe vậy, nhà vua rất vui mừng, liền ban cho phu nhân Mặc Lợi sau chuỗi ngọc thơm này. Nhưng phu nhân thưa: "Tâu bệ hạ, hôm nay thiếp trì trai không thể đeo chuỗi ngọc được, xin bệ hạ hãy ban chuỗi ngọc này cho người khác." Vua nói: "Ta vốn có ý tặng báu vật này cho người nào đẹp nhất. Nay nàng là người đẹp nhất, lại biết tu tập theo Phật pháp, trì trai giới, tâm ý thật cao thượng, vì thế ta ban tặng cho nàng. Nếu nàng không nhận, ta biết làm sao đây?" Phu nhân thưa: "Xin bệ hạ chớ buồn, hãy nghe thiếp nói. Chúng ta cùng nhau đến dâng chuỗi ngọc thơm này lên Đức Phật và xin được nghe lời giáo huấn của Bậc Thánh, nhờ đó sẽ được hưởng phước muôn đời." Nhà vua đồng ý, bèn ra lệnh chuẩn bị xa giá đến Tinh Xá gặp Đức Phật. Vừa đến, nhà vua đảnh lễ rồi đứng qua một bên thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, đây là sau chuỗi ngọc thơm của thần biển tặng cho Ba Lợi, ông ấy đem dâng cho con. 6 vạn phu nhân đều ao ước có được nó, còn phu nhân Mặc Lợi được con tặng thì lại không nhận. Nhờ trì trai giới của Phật nên tâm không còn tham đắm. Nay chúng con thành kính dâng lên Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy rủ lòng nhận cho." "Bạch Thế Tôn, đệ tử Phật một lòng giữ gìn trai giới, lòng tin chân thành như thế thì sẽ có phước đức gì?" Khi ấy Đức Thế Tôn nhận chuỗi ngọc thơm và nói bài kệ: "Làm nhiều đó hoa báo kết thành tràng đẹp xinh, tích chứa hương giới đức, sanh nơi nào cũng tốt, hoa thơm và cỏ lạ, hương không bay ngược gió. Sống trong đạo nhiệm màu, hương đức tỏa muôn phương, hương chiên đàn thơm ngát, hoa sen cũng ngạt ngào. Tuy đó là hương thật nhưng không bằng giới hương. Hương hoa thơm đến mấy chẳng phải hương chân thật, hương của người trì giới vượt hơn cõi trời kia. Giới đầy đủ trọn vẹn, hành động không sai trái, tâm định được giải thoát, vĩnh viễn thoát cõi ma."
Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo nhà vua: phước đức thọ trì trai giới sẽ được danh tiếng vang xa, dù cho đem hết tất cả các loài châu báu khắp 16 nước trong thiên hạ bố thí, phước đức ấy không bằng phước đức phu nhân Mặc Lợi thọ trì trai giới Phật pháp một ngày một đêm, cũng như hạt đậu sánh với núi Tu Di mà thôi. Vì phước đức trì trai và tu học trí tuệ sẽ đạt đến quả vị niết bàn. Nghe Đức Phật dạy, vua cùng phu nhân và tất cả quần thần đều hoan hỷ vâng lời thọ trì. 2. Hoa sen giữa bụt. Thuở xưa, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nước La Duyệt Kỳ. Một hôm, 50 chàng trai, con của những nhà giàu có trong thành đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một bên nghe pháp. Đức Phật nói về pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ái ân. Mọi thú vui ở thế gian chỉ là ảo mộng, gặp gỡ rồi phải chia ly, sống trong vinh hoa phú quý rồi cũng gặp phải cảnh đau buồn tang thương. Chỉ có niết bàn là thoát hẳn cảnh sinh tử, chấm dứt mọi tai họa, đó là chốn an lạc vĩnh hằng. Nghe pháp xong, 50 chàng trai ấy vui mừng phát nguyện xin được làm đệ tử Đức Phật. Đức Phật dạy: lành thai, tỳ kheo. Ngày đó, râu tóc trên người của các chàng trai tự rụng, pháp y đắp trên thân thành bậc sa môn. Bạn bè quyến thuộc của các sa môn này là những người giàu có. Nghe tin họ xuất gia, mọi người rất hoan hỷ, vào núi thăm hỏi và khen ngợi: quý vị sẽ mau đạt được lợi ích trên con đường giải thoát, thật là có ý chí. Chúc tụng xong, họ phát tâm thiết trai đàn thỉnh Đức Phật và chúng tăng cúng dường. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật và chúng tăng nhận lời thỉnh đến nhà thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp đến quá ngọ mới trở về tinh xá. Các vị tân học sa môn quyến luyến bạn bè và người thân nên đã thối tâm muốn trở về nhà. Hiểu được tâm ý họ, Đức Phật bèn dẫn các sa môn này ra khỏi cổng thành. Bên đường có một hồ sen với những đóa hoa sen năm màu sặc sỡ, tỏa hương thơm ngát, át cả mùi hôi của bùn lầy nhơ nhớp trong ao. Đức Phật liền đi đến đó và nói bài kệ: như một mảnh ruộng nhơ nằm bên con đường lớn, hoa sen nở ngát hương, đẹp lòng người qua lại. Cũng thế trong sanh tử, kẻ phàm phu muốn ở, bậc trí muốn thoát ra, làm đệ tử Phật đà. Nói kệ xong, Đức Phật liền trở về núi. Khi về đến trụ xứ, tôn giả A Nan thưa: bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi lúc đi ngang qua Dũng Lầy, Đức Thế Tôn nói hai bài kệ mà con không hiểu ý nghĩa, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật hỏi: thầy có thấy hoa sen mọc lên giữa dũng bùn nhơ nhớp kia không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Này A Nan, đời người sống ở thế gian dài lắm cũng chỉ được 100 năm, dù sống thọ hay chết yểu cũng không thể thoát khỏi cảnh vợ con ân ái, đói khát, nóng lạnh, lúc vui lúc buồn, và không thể thoát ra 10 điều hung kiết độc điên đảo ấm nhập thức tà phiền não và ác, giống như dũng lầy kia chứa đầy bùn nhơ tanh hôi. Tuy vậy, nếu đột nhiên có một người nhận ra đời là vô thường, phát tâm học đạo, lập chí tu tập, lắng tâm đoạn tưởng, đắc được đạo quả, thì cũng như ở chốn bùn lầy kia mọc hoa sen đẹp. Người đắc đạo rồi trở về hóa độ người thân, tất cả chúng sanh đều mong nhờ được giải thoát, giống như hương hoa xua tan mùi hôi thối. Nghe Đức Phật thuyết pháp xong, 50 tân học sa môn phát khởi tâm tu kiên định, liền chứng quả A-la-hán. Phẩm 14. Ngu tối. 1. Một đời loa toan. Thuở xưa, Đức Phật đang hoằng hóa tại kinh thành Xá Vệ. Bây giờ trong thành có một bà la môn đã 80 tuổi, giàu có tột bực nhưng lại tham lam, keo kiệt, ngu muội, rất khó giáo hóa. Ông ta không biết đến đạo đức, không nghĩ đến vô thường, lại ưa xây dựng nhà đẹp, nào là tiền sảnh hậu đường, đài hóng mát, phòng sưởi ấm, nhà đông nhà tây đến mấy chục gian. Lúc ấy còn tiền sảnh của hậu đường chưa làm xong, bà la môn suốt ngày đích thân lo liệu sắp xếp chỉ đạo công việc. Một hôm, Đức Phật dùng đạo nhãn quán sát, thấy ông ta sống không hết ngày nay sẽ qua đời khác.
Thế mà ông ta chẳng hề hay biết, chỉ lăng xăng làm lụng đến nỗi thân mòn sức kiệt, tinh thần sa sút thật đáng thương. Biết vậy, Đức Phật dẫn Tôn giả A Nan đến nhà thăm hỏi ông ta. Ông có mệt lắm không? Nay xây dựng ngôi nhà này để làm gì? Ông ta trả lời: tiền sảnh để tiếp khách, hậu đường để ở, hai dãy nhà đông tây để làm chỗ ở cho con cháu, nô bộc và cất chứa tài sản. Mùa hè lên đại hóng mát, mùa đông vào ở phòng sưởi ấm. Đức Phật thân tình bảo: từ lâu đã nghe danh đức của ông, nay tôi mới có dịp cùng trò chuyện. Tôi có một bài kệ rất ý nghĩa, có lợi ích cho kẻ còn người mất, nay muốn tặng ông. Chẳng hay ông có thể tạm gác lại công việc, cùng ngồi bàn luận được chứ? Ông già đáp: giờ tôi đang rất bận, không thể trò chuyện với ngài được. Xin hẹn ngày mai chúng ta cùng nhau hàn huyên. Còn bài kệ gì đó ông có thể nói ngay bây giờ cũng được. Thế là Đức Thế Tôn nói bài kệ: có con cái tài sản, kẻ ngu thêm bận lòng. Ta còn chẳng phải ta, lo gì con với của. Nóng thì ở nhà này, lạnh lại sang nhà kia. Người ngu lo tính mãi, chẳng biết sao đổi thay. Kẻ ngu chồng thêm ngu, tự cho mình là trí. Ngu mà đòi hơn trí, cả ấy thật đại ngu. Nghe bài kệ xong, Bà La Môn nói: ngài nói bài kệ này hay quá, nhưng hôm nay tôi rất bận, ngày sau hãy đến rồi chúng ta bàn luận tiếp. Đức Thế Tôn thấy xót thương ông, nhưng đành ra về. Ngài đi chưa bao xa thì biến cố đã xảy ra. Ông già một mình chuyền rui lợp nhà, chẳng may cây rui rơi xuống trúng ngay đầu, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Cả nhà đau đớn khóc than vang động xóm làng. Đi đến đầu làng, Đức Phật gặp một nhóm khoảng 10 vị phạm chí. Các phạm chí đến trước Đức Phật hỏi: ngài từ đâu đến? Đức Phật đáp: ta đến nhà ông lão vừa chết để thuyết pháp giáo hóa, nhưng ông không tin lời ta, không biết đời vô thường, nay bỗng chốc đã thành người thiên cổ. Thế rồi Đức Phật nói bài kệ và giải thích ý nghĩa cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy đều vui mừng và đắc đạo quả. Đức Thế Tôn nói thêm một bài kệ: kẻ ngu gần người trí nhưng muộn múc thức ăn, dù ngâm tẩm lâu ngày vẫn không biết được pháp. Thông minh gần người trí giống như lưỡi nếm vị, dù chỉ trong chốc lát liền thấu tỏ đạo màu. Kẻ ngu hành bố thí sẽ rước họa vào thân, thích thú làm điều ác chuốc thêm nặng cho mình. Làm nhiều điều bất thiện sao dù có ăn năn, nước mắt vẫn đầm đìa, gieo nhân thì gặt quả. Các phạm chí nghe được bài kệ này, lòng tin càng thêm vững chắc. Họ vui mừng đảnh lễ Đức Phật và vâng theo lời dạy. 2. Công chúa đền tội. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho hàng chư thiên tại Tinh Xá Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc trị vì nước ấy, có cô công chúa duy nhất tên Kim Cương đã trưởng thành mà vẫn chưa có một chàng trai nào xứng đáng kết duyên trăm năm. Phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu công chúa, đặc biệt xây cho một cung điện với phòng ốc tráng lệ và cho 500 kỹ nữ ngày đêm hầu hạ vui chơi. Trong số ấy, tỳ nữ Đồ Thắng là người lớn tuổi nhất, thường lãnh nhiệm vụ ra chợ mua son phấn, hương hoa. Một hôm đang lúc đi chợ, cô ta chợt thấy vô số nam nữ mang hương hoa ra khỏi kinh thành, nhưng đi đâu thì chưa rõ. Cô ngạc nhiên bèn tìm đến hỏi. Mọi người đều đáp: Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đấng chí tôn của ba cõi, độ thoát chúng sanh đều được niết bàn, nên chúng tôi đến cúng dường ngài. Nghe thấy, lòng Đồ Thắng rất đổi vui mừng, suy nghĩ: ta nay đã già, nếu còn được gặp Đức Phật thì thật là phước lớn của đời trước. Nghĩ xong, cô ta bèn bớt lại một phần tiền mua hương để mua hoa tươi đẹp, rồi theo nhóm người kia đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, cô ta đảnh lễ Đức Phật rồi rải hoa đốt hương và nhất tâm nghe pháp. Sau đó, Đồ Thắng trở lại chợ mua hương mang về. Nhờ công đức nghe pháp và phước báo đời trước, nên mùi thơm của hương mà cô ta mang về nhà thơm ngào ngạt hơn những ngày khác. Nghi ngờ chuyện cô ta về trễ, công chúa gạn hỏi. Đồ Thắng nghe lời Phật dạy nên liền kể lại sự tình. Thưa công chúa,
Trên đời có bậc thánh sư tôn kính nhất trong ba cõi, giảng pháp vô thượng chấn động 3.000 thế giới, người đến nghe pháp đông không tính kể. Tôi đã theo họ đến đó nghe pháp nên về trễ. Công chúa Kim Cương và các thế nữ nghe nói giáo pháp Đức Thế Tôn thầm thâm như diệu, chẳng phải thế gian này ai cũng nghe được, nên trong lòng dâng lên niềm xúc cảm vô biên. Họ vui mừng tự thốt lên rằng: chúng ta mang tội gì mà lại không được nghe chánh pháp thâm diệu này? Công chúa liền bảo Đồ Thắng thuật lại lời Thế Tôn cho mọi người cùng nghe. Đồ Thắng thưa: thưa công chúa, thân tôi hèn mọn, khẩu nghiệp bất tịnh, không dám tự tiện tuyên dương thánh ngôn. Xin công chúa cho phép tỳ nữ đi hỏi ý kiến ngài, rồi theo lời chỉ dạy trình bày cho chủ nhân. Công chúa liền đồng ý cho Đồ Thắng đi và dặn dò thêm: ngươi phải ghi nhớ hết mọi nghi thức. Đồ Thắng đi rồi, công chúa Kim Cương và các thê nữ ra đứng giữa sân ngóng đợi như con chờ mẹ. Đồ Thắng đến nơi được Đức Phật dạy: cô về thuyết pháp sẽ giáo hóa được nhiều người. Về nghi thức, cô hãy lập một tòa cao rồi ngồi trên đó thuyết pháp. Đồ Thắng nhận lời giáo huấn của Đức Phật, về trình bày tường tận, ai nấy đều rất hoan hỷ. Mỗi người cởi một chiếc áo gom thành một cái tòa cao. Đồ Thắng tắm gội xong, nương quay thần của Đức Phật, theo lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Công chúa Kim Cương và hơn 500 thể nữ lắng lòng nghe pháp, giải tỏa được mối nghi, phá được điều ác, liền chứng quả tu đạo hoàn. Đồ Thắng thuyết pháp rất hay, mọi người đang chú tâm lắng nghe, đột nhiên lửa bốc cháy. Phút chốc Kim Cương và 500 thể nữ đều bị thiêu chết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Vua Hai Tinh dẫn người đến chữa cháy cứu người, thì thấy công chúa đã chết, nên chỉ biết nhặt lấy di hài tẩm liệm vào quan tài rồi an táng. Sau mọi việc, nhà vua đến thẳng Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi vua: đại vương từ đâu đến? Vua chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, công chúa Kim Cương, đứa con gái duy nhất của đệ tử, cùng 500 thể nữ bất hạnh bị lửa thiêu chết, con vừa an táng xong. Không biết do tội gì mà gặp phải nạn lửa này, cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật dạy: vào đời quá khứ, ở đô thành Ba La Nại, một hôm vợ một trưởng giả nọ dẫn theo 500 thể nữ ra ngoài thành cúng tế. Cách thức cúng tế của bà vô cùng kỳ lạ, điều lệ rất nghiêm khắc. Người mang họ khác không được đến gần, chẳng cần hỏi quen là hễ người nào đến là bà ném ngay vào trong lửa. Khi ấy Bích Chi Phật Kala ở trong núi tu tập, mỗi sáng sớm đi khất thực, đến chiều tối mới về. Hôm ấy Kala đi khất thực đến chỗ cúng tế, bà vợ trưởng giả nổi cơn thịnh nộ, bắt Kala ném thẳng vào trong lửa, toàn thân cháy rụi. Khi ấy Kala mới hiện thần thông bay lên hư không. Đám thế nữ hoảng sợ khóc lóc sám hối, quỳ thẳng ngẩng đầu thưa: thưa ngài, chúng con nữ nhi ngu xuẩn, chẳng biết bậc chí chân, hồ đồ quỷ nhục thần linh. Chúng con tự biết tội ác này cao như núi, xin quy y tôn đức để tiêu trừ nghiệp chướng nặng này. Kala nghe xong liền bay xuống và nhập niết bàn. Các thế nữ xây tháp cúng dường xá lợi. Đức Phật kể xong nói bài kệ: ngu xuẩn tạo tội ác, không thể tự giải thoát, quả theo đốt cháy mình, tội thành ngọn lửa dữ. Điều kẻ ngu mong muốn không biết là đau khổ, khi gặp phải hiểm nguy mới hay là chẳng lành. Đức Phật bảo: này đại vương, vợ trưởng giả kia chính là công chúa Kim Cương, 500 thể nữ thuở ấy chính là 500 tỳ nữ như Đồ Thắng. Tội báo theo người, dù có lâu bao nhiêu cũng không hề mất. Thiện ác theo người như bóng theo hình. Nghe pháp xong, quốc vương và tất cả đại thần đều khởi tâm kính tin, vui mừng quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới, và tất cả đều đắc đạo quả.
Minh Triết. Một, Phạm Chí Thiên Tài. Thuở xưa có một Phạm Chí là bậc thiên tài bẩm sinh, mới 20 tuổi mà bất cứ việc gì chỉ nhìn qua là hiểu rõ, tự cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người. Phạm Chí thề rằng tất cả mọi kỹ thuật trong thiên hạ ta phải biết hết, nếu có một ngày nào đó chưa thông thì ta không phải là bậc minh triết. Thế là Phạm Chí đi tìm học với các bậc danh sư khắp nơi, từ 6 nghề chính đến các nghề khác như thiên văn, địa lý, y thuật, trấn áp núi lở, động đất, cờ bạc, âm nhạc, cắt may, thêu thùa, nấu ăn, chế biến thực phẩm, nước uống. Tất cả mọi việc trong nhân gian, Phạm Chí đều thông thạo. Phạm Chí lại nghĩ rằng, bậc trượng phu như ta thì ai có thể sánh được. Ta hãy chu du các nước, thu phục những thuyết khác để dương danh bốn biển, tài nghệ siêu phàm. Sau này sử sanh ghi công, lưu mãi muôn đời. Một hôm đến một đất nước nọ, khi vào chợ, Phạm Chí thấy một người đang ngồi làm chiếc cung bằng sừng, hai tay tách dây gân xử lý sừng nhanh thoăn thoắt, trong nháy mắt đã thành chiếc cung rất đẹp. Mọi người tranh nhau mua. Phạm Chí mới nghĩ rằng sở học của ta từ nhỏ đến giờ tưởng đã đầy đủ, nên xem thường không học làm cung. Nếu làm cung chắc không bằng người này, ta phải theo học mới được. Thế là Phạm Chí bái người thợ cung làm thầy. Chỉ trong vòng một tháng chăm chỉ học hành, Phạm Chí thông hết cách làm cung, thậm chí còn tinh xảo hơn cả thầy mình. Anh dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta đi đến một nước nọ, lúc qua sông thấy một người chèo thuyền như bay, tất cả như động tác tiến lui lên xuống đều nhanh nhẹn khó ai bị. Phạm Chí tự nhủ, dù biết nhiều nghề nhưng ta chưa từng hiểu gì về thuyền, tuy là nghề mòn mà mình chưa biết thì phải học cho tường tận. Thế là Phạm Chí liền đến người thợ thuyền xin làm học trò. Trong vòng một tháng, Phạm Chí hết lòng cung kính phụng sự và dốc sức học tập chăm chỉ, nên biết rõ mọi kỹ thuật điều khiển thuyền giỏi hơn cả thầy của mình. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta lại đến một nước khác, thấy cung điện quốc vương uy nga tráng lệ, kiến trúc mỹ thuật rất hoàn hảo. Phạm Chí nghĩ rằng thợ xây cung điện này tinh xảo đến thế, từ lúc âm thầm chu du đến nay ta đã gặp mà không học. Nếu thi tài với người thợ này ắt sẽ thất bại thôi, ta phải tìm học cho thỏa tâm nguyện. Phạm Chí bèn tìm đến người thợ xây cung điện xin làm học trò. Trong vòng một tháng, Phạm Chí hết lòng phụng dưỡng thầy và chăm chỉ học tập, nên nắm hết quy cách thước tấc, vuông tròn, chạm trổ qua văn, tất cả công nghệ về gỗ đều biết hết. Nhờ bẩm chất thiên tài thông thái nên kỹ năng của Phạm Chí giỏi hơn cả thầy. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Từ đó Phạm Chí đi khắp 16 nước lớn trong thiên hạ để thách đấu, nhưng không ai dám lên tiếng. Do đó anh ta sinh ra ngạo mạn, trong thiên hạ này còn ai hơn ta được chứ. Khi ấy Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, từ xa thấy Phạm Chí này đáng quá độ, nên Ngài dùng thần thông biến thành một sa môn chống gậy ôm bát đi về phía Phạm Chí. Xưa nay Phạm Chí sống ở một đất nước không có đạo Phật nên chưa hề biết sa môn. Vì vậy vừa nhìn thấy sa môn, ông ta mới lấy làm lạ, thầm nghĩ: đây là người gì vậy? Chờ ông ta đến sẽ hỏi. Chỉ chốc lát sa môn đi đến, Phạm Chí hỏi: theo phép tắc truyền thống của nhiều đời vua, tôi chưa thấy ai có hình tướng như ông, chưa thấy có kiểu áo quần như thế. Vật lạ trong tông miếu cũng chẳng thấy như cái ông đang ôm. Ông là người nào mà hình tướng y phục khác thường như vậy? Sa môn đáp: tôi là người tự điều phục mình. Thế nào là điều phục mình? Khi ấy sa môn nhân cơ hội muốn tìm hiểu của Phạm Chí liền nói bài kệ: thợ cung giỏi chuốt sừng, lái thuyền khéo chèo chống, thợ mộc biết khắc gỗ, người trí điều phục thân, thí như tảng đá lớn gió không thể nào lay, người trí giữ tâm ý, khen chê chẳng đổi thay,
thí như dưới vực sâu, nước lắng trong tĩnh lặng, người trí nghe đạo màu, lòng thanh tịnh hoan hỷ. Nói kệ xong, Sa môn nhất mình bay lên hư không, hiện lại thân Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu rực cả đất trời. Từ hư không bước xuống, Đức Phật nói với Phạm Chí: đạo lực và sự biến hóa của ta có được chính là nhờ điều phục thân. Khi ấy Phạm Chí gieo năm dốc sát đất, cúi đầu thưa: xin Ngài hãy cho tôi biết bí quyết điều phục thân. Đức Phật dạy: năm giới, 10 thiện, 4 đẳng, 6 độ, 4 thiện, 3 giải thoát là cách điều phục thân hữu hiệu nhất. Còn 6 nghề hoặc thợ cung, lái thuyền, thợ mộc chỉ là những việc phù phiếm, hư danh, khiến cho thân tâm buông thả trong đường sanh tử mà thôi. Nghe Pháp xong, Phạm Chí vui mừng, tin hiểu và xin làm đệ tử. Đức Phật dạy: lành thay, tỳ kheo. Thế là râu tóc trên người Phạm Chí tự rụng, liền thành sa môn. Đức Phật nói điều cốt yếu của giáo lý tứ đế, tám giải thoát cho tân sa môn nghe. Nghe xong, sa môn liền chứng quả A-la-hán. 2. Chuyện xưa, chuyện nay. Thuở xưa khi Đức Phật đang hoằng hóa tại nước Xá Vệ, thì cách kinh thành này 500 dặm, gần núi, có một ngôi làng khoảng 5-60 hộ gia đình sinh sống gian núi. Trong làng có một gia đình nghèo khó, người vợ mang thai song sinh. Sau 10 tháng sinh ra hai bé trai khôi ngô tướng tú. Hai vợ chồng rất mực yêu quý hai đứa con này, nên đã đặt tên cho chúng là Song Đức và Song Phúc. Khoảng 2 tháng sau, một hôm người cha đi thả trâu rồi về nhà sớm nằm nghỉ trên giường. Người mẹ ra đồng hái rau chưa về. Hai đứa bé nhìn quanh khắp nhà không thấy cha mẹ nên tâm sự với nhau. Một đứa bé nói: đời trước lúc đang tọa thiền sắp đắc đạo, bỗng nhiên ta khởi một niềm ngu si, cho rằng sinh mạng là thường còn nên bị rơi vào sinh tử vô số kiếp. Nay mới được sinh làm con trong nhà nghèo khó này, ở nhà tranh, mặc áo vải, ăn uống kham khổ để nuôi thân. Thế này thì biết đến bao giờ mới đắc đạo? Tất cả đều do đời trước tham luyến sự giàu sang, buông thả thân tâm tìm khoái lạc trong chốc lát, từ đó đến nay phải chịu biết bao đau khổ. Ngay cả bây giờ đau buồn cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Đứa bé kia nói: còn tôi thì lúc đó còn trẻ con, tu hành chỉ siêng năng nhất thời thôi, không đến nơi đến chốn, không hết lòng tinh tấn, cho nên đã nhiều đời gặp khổ đau hoạn nạn. Đây là kết quả do mình gây ra, chứ chẳng phải cha mẹ. Hãy cùng nhau gánh chịu, còn nói năng gì nữa. Nghe hai đứa con tự trách mình như thế, người cha lấy làm lạ, cho rằng chúng là ma quỷ đầu thai gây tai họa ngôi nhà này. Tại sao đứa bé mới sanh mấy mươi ngày mà lại biết nói như thế? E rằng sau này chúng nó sẽ giết cha mẹ, hại dòng tộc. Nhân lúc chúng đang còn nhỏ, mình nên giết đi cho xong. Nghĩ vậy, người cha kinh sợ đóng cửa đi ra đồng lấy củi về định thiêu chết con. Người vợ đi làm về thấy vậy hỏi chồng: ông chuẩn bị củi làm gì thế? Người chồng kể cho vợ nghe những lời của hai đứa trẻ rồi nói: thật quá kỳ lạ, chúng nói với nhau như thế đó. Có thể là ma quỷ gì đây, chắc chắn sau này sẽ phá hại cả dòng họ. Ngay lúc chúng còn nhỏ, tôi định thiêu chết chúng cho xong. Nghe chồng nói, người vợ kinh ngạc, do dự chưa tin, bảo chồng đợi thêm vài ngày để nghe lại lời nói của chúng rồi hẳn tính. Sáng hôm sau, hai vợ chồng giả vờ ra khỏi nhà rồi rình xem. Họ nghe hai đứa trẻ ở trong nhà cũng nói những lời tự trách. Cả hai vợ chồng đều lấy làm lạ, nên cùng chất củi định bí mật thiêu chết con mình. Khi ấy Đức Phật dùng thiên nhãn thấy hai vợ chồng này có ý định thiêu chết hai đứa con của mình. Thương cho hai đứa trẻ này có phước đời trước đáng được quá độ, nên Đức Phật đến ngay ngôi làng kia, phóng hào quang chiếu sáng khắp nơi. Đất trời rung chuyển, núi sông cây cối đều biến thành màu vàng rồng. Mọi người trong thôn đều kinh hãi, đến chỗ Đức Phật vui mừng đảnh lễ, vì họ biết Đức Phật là vị thần tối cao, ba cõi không ai sánh bằng. Đức Phật đến nhà của hai đứa trẻ song sinh kia, thấy hào quang của Ngài, hai đứa trẻ vui mừng vô cùng. Cả hai vợ chồng đều kinh ngạc, mỗi người bồng một đứa con đến trước Đức Phật và thưa: bạch Đức Thế Tôn,
hai đứa trẻ này mới sanh được khoảng 2 tháng mà đã nói những lời rất kỳ lạ. Sợ chúng gây họa nên chúng con định thiêu chết chúng. Đúng lúc ngài đến đây nên con chưa kịp thiêu. Không biết hai đứa trẻ này là loại ma quỷ gì, cứ xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Hơn nữa, tại sao khi thấy ngài, hai đứa trẻ lại vui mừng đến thế? Thế Tôn thấy hai đứa trẻ thì cười lớn, từ trong miệng phóng ra hào quang 5 màu chiếu khắp cả đất trời. Đức Phật nói với cha mẹ của hai đứa bé và mọi người trong làng: hai đứa trẻ không phải ma quỷ, mà là những đứa con phước đức. Vào thời quá khứ, Đức Phật Ca Diếp, chúng từng làm sa môn. Thở đó, hai đứa trẻ là bạn, từ lúc còn rất nhỏ đều có chí nguyện xuất gia và tinh tấn tu học. Khi sắp đắc đạo, bỗng nhiên khởi tà ý, nên cả hai đều mất đạo lực, thích vinh qua trần thế. Nhờ phước báo mà từng được sanh thiên, nếu sanh vào cõi người cũng làm quốc vương, công hậu, trưởng giả. Bởi khi khởi tà tưởng này, cả hai đều bị thoái chuyển, không đạt được niết bàn và chìm đắm trong sanh tử. Nhờ nhân duyên mật thiết nên nhiều đời chúng sinh ra cùng nhau, đời này sanh đôi và được gặp ta ra đời. Nhờ công đức cúng dường Đức Phật trong quá khứ mà nay đáng được quá độ, tội hết phước sanh, tự biết đời trước của mình. Do vậy ta cố ý đến đây quá độ chúng. Nếu ta không đến, chắc chắn chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đại nhân tánh vô dục, ngời sáng giữa trần gian, đối diện cảnh vui buồn, trí mình rực rỡ thêm. Bậc hiền buông thế sự, đất nước vợ cùng con, thường giữ giới định huệ, chẳng ham chi sang giàu. Người trí biết uyển chuyển như cây sống trên cát, kết bạn chí chưa vững như dải trắng nhuộm màu. Lúc Đức Phật thuyết pháp, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật liền vươn mình đứng dậy, lớn như trẻ 8 tuổi, thành sa di và chứng quả a la hán. Tất cả người trong thôn thấy hào quang của Đức Phật và chứng kiến hai đứa trẻ biến đổi thân hình lớn nhanh, ai nấy đều rất hoan hỷ, đồng chứng quả tu đà hoàng. Cha mẹ của hai đứa trẻ giải trừ được nghi ngờ, cũng được pháp nhãn. Phẩm 16 a la hán. 1. Con đường tự do. Thuở xưa, đất nước Na Lê nằm bên bờ biển phía nam. Người dân trong nước sống bằng nghề tìm ngọc báu và lấy gỗ chiên đàn. Trong một gia đình nọ, cha mẹ đều đã mất, chỉ có 2 anh em, nhưng lại đòi phân chia tài sản để sống riêng. Trong nhà có một nô bộc tên Phân Na, tuổi nhỏ nhưng rất thông minh tài giỏi. Từ việc mua bán ngoài chợ cho đến ra biển kiếm sống, cậu đều giỏi giang. Vì thế, 2 anh em nọ đem tất cả tài sản trong nhà làm một phần, còn nô bộc Phân Na làm một phần, rồi rút thăm. Khi rút thăm, người em được Phân Na nên đành tay không dẫn vợ con ra khỏi nhà. Lúc ấy gặp thời buổi đói kém, dù được Phân Na tài giỏi nhưng cậu em sợ là chẳng nuôi sống được nhau nên rất lo buồn. Phân Na thấy vậy thưa với cậu chủ: xin cậu chủ đừng buồn phiền, trong vòng 1 tháng tới Phân Na sẽ tìm cách giúp cậu chủ giàu có hơn anh cậu nữa. Người chủ nói: nếu có thể làm được như thế, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Sau đó hai vợ chồng gom góp hết tư trang châu báu đưa cho Phân Na làm vốn. Khi thủy triều lên, người dân trong thành ra bờ biển nhặt củi. Phân Na mang tư trang ra ngoài thành, thấy một người ăn xin vác củi. Trong bó củi tỏa mùi hương gỗ ngưu đầu chiên đạt. Gỗ này có thể trị được bệnh nặng. Một lượng gỗ đáng giá 1000 lượng vàng, thật hiếm có ở thế gian. Biết được điều đó, Phân Na dùng 2 đồng tiền vàng mua số củi mang về, chặt ra vài chục đoạn. Bấy giờ có một trưởng giả lâm trọng bệnh, đang cần 2 lượng hương ngưu đầu chiên đàn để hòa thuốc, nhưng tìm mãi không được. Phân Na hay tin, mang đến bán được 2000 lượng vàng. Cứ như thế bán hết số chiên đàn đó thì gia đình người em đã giàu hơn người anh gấp 10 lần. Cảm niệm ân của Phân Na, người em giữ lời hứa trả Phân Na trở về làm dân thường, tự do vui sống. Phân Na được trả tự do, cậu không làm dân thường mà từ biệt lên đường học đạo. Cậu tìm đến nước Xá Vệ, xin vào đảnh lời Đức Phật rồi quỳ thưa: bạch Đức Thế Tôn, con vốn xuất thân từ giai cấp thấp hèn, nhưng có một lòng hướng đạo,
cúi xin Ngài rủ lòng thương xót cứu độ con. Đức Phật bảo: Lành thay, Phân Na. Thế là râu tóc Phân Na tự rụng, pháp y tự đắp trên thân, trở thành sa môn. Đức Phật giảng pháp, Phân Na liền chứng quả A-la-hán. Một hôm, Phân Na chợt suy nghĩ: Nay mình được lục thông, tự tại giữa sinh tử, cũng là nhờ ơn của chủ. Mình nên trở về hóa độ cho mọi người trong nước. Nghĩ thế, Phân Na trở về quê cũ, đến thẳng nhà chủ nhân thuở xưa. Cậu chủ vui mừng mời ngồi và thiết trai cúng dường. Thọ trai, rửa tay xong, Phân Na bay lên không trung phân thân, nửa thân phun nước, nửa thân phun lửa, phát ánh sáng rực rỡ, rồi hạ xuống đất, nói với người chủ: Hôm nay tôi có được quy lực thần thông như thế này đều là nhờ ân đức cầu chủ. Nhờ cầu trả tự do nên tôi mới có điều kiện đến Đức Phật tu học và đạt được kết quả này. Người chủ đáp: Thưa thầy, Đức Phật có thần thông giáo hóa di diệu như thế, tôi cũng mong gặp Ngài để cúng dường và nghe pháp. Phân Na đáp: Chỉ cần cầu chủ thành tâm thỉnh cầu và thiết cai cúng dường, Đức Phật là đấng tam đạt trí, nhất định Ngài đích thân đến. Nghe lời chỉ bảo, người chủ suốt đêm chuẩn bị thức ăn uống, rồi hướng về nước Xá Vệ đảnh lễ, đốt hương thỉnh Phật, cúi xin Ngài quan lâm giáo hóa cho tất cả nhân dân. Biết được ý nghĩ của họ, Đức Phật cùng với 500 vị A-la-hán dùng thần thông bay đến gia đình kia. Quốc vương và nhân dân vô cùng kính ngưỡng, đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên. Sau khi thọ thực rửa tay xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua, quan, chủ nhà cùng nhân dân. Nghe pháp xong, mọi người đều xin thọ năm giới làm đệ tử Đức Thế Tôn. Sau đó, họ đứng lên khen ngợi Phân Na: Thầy là người khi ở nhà thì siêng năng làm việc, khi xuất gia thì tinh tấn tu tập đắc đạo, đức độ cao vời, nước nhà được nhờ. Chúng tôi biết làm thế nào để báo đáp ân đức thầy đây. Khi ấy, Đức Thế Tôn cũng nói kệ khen ngợi Phân Na: Tâm thường trong chánh niệm, ngôn hành chốn tịch không, theo đường chánh giải thoát, rỗng lặng về tịch diệt, bỏ dục không đắm trước, tam giới nào ngăn trở. Vọng niệm trừ đã dứt, gọi là bậc thượng nhân, sớm làng hay đồng vắng, bình nguyên chốn núi cao, bậc la hán đến đâu, dân chúng đều được độ. Người trí thích tĩnh lặng, phàm phu mãi lăng xăng, hạnh phúc thay vô dục, không ước vọng cầu mong. Đức Phật nói kệ xong, chủ nhà và nhà vua càng thêm hoan hỷ, thỉnh Ngài ở lại cúng dường suốt 7 ngày. Sau đó cả hai đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Phẩm 17: Muôn ngàn phép thuật. 1. Người ngu chứng đạo. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Trong hàng đệ tử Phật có một thầy tỳ kheo lớn tuổi tên Bàn Đặc mới xuất gia, bẩm tánh chậm lục. Đức Phật sai 500 vị A-la-hán luân phiên dạy dỗ thầy mỗi ngày. Vậy mà suốt 3 năm, thầy cũng không thuộc đổi một bài kệ. Cả nước ai cũng biết thầy là người tối già. Đức Phật thương xót, gọi thầy đến dạy cho bài kệ: Giữ miệng tâm thuần thiện, thân không phạm lỗi lầm, ai làm được như thế thoát ngoài dòng tử sanh. Bàn Đặc cảm ơn từ bi của Đức Phật nên rất vui mừng, tâm trí sáng tỏ, đọc thuộc bài kệ ấy. Đức Phật dạy: Này Bàn Đặc, thầy đã lớn tuổi nhưng chỉ thuộc được một bài kệ mà mọi người bình thường đều biết, chẳng có gì kỳ đặc cả. Như Lai sẽ giảng cho thầy nghe ý nghĩa của bài kệ này, hãy nhất tâm lắng nghe. Bàn Đặc vâng lời, chí thành nghe giảng. Đức Phật giảng về nguyên nhân thân, miệng, ý tạo 10 nghiệp. Dạy thầy quán chiếu sự sinh khởi và hoại diệt của chúng. Chúng sanh trôi lăn mãi trong 3 cõi 6 đường, sanh thiên, đọa lạc hay đắc đạo, chứng niết bàn đều do 3 nghiệp này. Cứ thế, Đức Phật chỉ dạy vô lượng pháp di diệu cho Bàn Đặc. Nghe Đức Phật dạy, Bàn Đặc quát nhiên khai ngộ, liền chứng quả A-la-hán. Khi ấy, trong tăng đoàn có 500 vị tỳ kheo ni ở một tinh xá riêng. Mỗi ngày Đức Phật bảo một vị tỳ kheo đến đó thuyết pháp cho họ. Ngày mai đã đến lượt Bàn Đặc. Các vị tỳ kheo ni biết tin này đều cười nhạo, nói với nhau: Ngày mai thầy Bàn Đặc đến, chúng ta sẽ nói ngược bài kệ của thầy để thầy xấu hổ không nói được lời nào. Sáng hôm sau,
bàn đặt đến tinh xá Tỳ Kheo Ni. Tất cả các cô đều ra làm lễ, nhìn nhau cười khúc khích, thỉnh ngài ngồi, dọn thức ăn cúng dường. Sau khi bàn đặt thọ trai, rửa tay xong, các cô thỉnh thầy thuyết pháp. Bàn đặt lên pháp tòa, khiêm tốn nói rằng: Tôi là kẻ phước mỏng kém tài, mới làm sa môn lại ngu si, sở học kém cỏi, chỉ biết qua loa ý nghĩa của một bài kệ, này sẽ trình bày với các vị, xin hãy lắng nghe. Các tỳ kheo ni trẻ tuổi định nói ngược lại bài kệ, nhưng miệng không mở ra được nên sợ hãi, hối hận cúi đầu sám hối. Bàn đặt điền theo như lời Phật dạy, trình bày cặn kẽ về các pháp cội nguồn thân tâm, tội phước trong ngoài, sanh thiên, đắc đạo, ngưng thận, đoạn tưởng, nhập định. Khi ấy, các tỳ kheo ni nghe giảng vô cùng kinh ngạc, nhất tâm hoan hỷ nên đều chứng quả A-la-hán. Ngày hôm sau, vua Bá Tư Nặc thỉnh Đức Phật cùng chúng tăng vào cung cúng dường. Muốn cho mọi người biết quy thần của Bàn Đặt, Đức Phật đưa bát của ngài cho thầy mang đi theo sau. Người giữ cửa nhận ra thầy giữ lại không cho vào và nói: Ông làm sao môn mà một bài kệ học không xong, làm sao nhận được sự cúng dường? Tôi là người thế tục còn biết bài kệ đó, huống gì ông là sa môn lại không có trí tuệ, cúng dường cho ông cũng không có lợi ích gì, cho nên ông không cần phải vào. Bàn Đặt đành đứng bên ngoài. Đức Phật ngồi trên đại điện rửa tay. Bàn Đặt từ bên ngoài duỗi tay dài ra đưa bát vào tận trong cung cho Đức Phật. Vua, quần thần, phu nhân, thái tử và tí chúng thấy cánh tay đưa vào mà không thấy người đâu, nên kinh ngạc thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đó là tay của ai? Đức Phật đáp: Đó là cánh tay của tỳ kheo Bàn Đặt, thầy vừa đắc đạo mấy ngày gần đây. Lúc nãy Như Lai trao bát cho thầy ấy, song người gác cửa lại không cho vào, nên thầy phải duỗi cánh tay dài ra để trao bát cho Như Lai. Nghe Đức Phật nói vậy, nhà vua gọi cho thỉnh Bàn Đặt vào. Bàn Đặt đi vào, quy thần hiển hiện khác thường. Nhà vua thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe đồn tỳ kheo Bàn Đặt bản tánh ngu muội, mới biết được một bài kệ, do đâu mà được đắc đạo? Đức Phật dạy: Đâu cần phải học nhiều, quan trọng ở chỗ thực hành. Bàn Đặt đã hiểu nghĩa một bài kệ, rõ lý tỏ ngộ, thân, miệng và ý thanh tịnh như vạn rồng cõi trời. Tỳ kheo học nhiều, không hiểu nghĩa lý, không thực hành, chỉ lao tâm, nhọc trí, đâu có lợi ích gì. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Dù tụng trăm ngàn chương, không thấu đạt nghĩa lý, không bằng một bài hay, nghe rồi bỏ điều ác. Dẫu tụng muôn ngàn lời, không hiểu lợi ích gì, không bằng chỉ một nghĩa, nghe thực hành được độ. Dẫu tụng nhiều kinh điển, không hiểu ích lợi gì, chỉ rõ một câu pháp, thực hành sẽ đắc đạo. Đức Phật nói kệ xong, có 300 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Vua, quần thần, phu nhân và thái tử đều rất hoan hỷ. 2. Cúng dường như pháp. Thuở xưa, Đức Phật ở tại tinh xá Đức Xá Vệ thuyết pháp cho hàng trời người. Bấy giờ trong nước có trưởng giả Bà La Môn Lam Đạt, giàu có vô cùng, của cải nhiều không đếm xuể. Ông ta tu theo pháp Phạm Chí, lập đàn cúng tế rất lớn để phô trương danh tiếng của mình. Ông dốc hết gia tài mở hội đại thí cúng dường hơn 5.000 vị Bà La Môn. Trong suốt 5 năm cung cấp các thứ y phục, giường nệm, thuốc men, của cải châu báu và dụng cụ cúng tế tùy theo ý thích của họ. Suốt 5 năm đó, các Phạm Chí này thường cúng tế đầy đủ các vị trời, các vị thần tứ sơn, ngũ nhạc, tinh tú, nước, lửa để cầu nguyện cho trưởng giả Lam Đạt phước thọ miên trường. Thời hạn cúng dường gần xong, ngày cuối cùng trưởng giả mở hội bố thí lớn đúng theo cách thức của một trưởng giả, nào là bát vàng đựng thóc bạc, bát bạc đựng thóc vàng, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, của cải, đồ trang sức bằng bảy báo, lộng dù, giày dép, áo da nai, tích trượng, ghế ngồi, thao chậu rửa tay chân, giường chiếu. Bố thí tất cả các đồ cần dùng, tổng cộng gồm có 8.000-4.000 loại. Hôm ấy tất cả mọi người đều tập trung đến lễ hội. Quỷ thần, quốc dương, đại thần, phạm chí, hàng quý tộc, hàng hàng lớp lớp, ai nấy đều hân hoan lũ lượt
tìm đến đại hội bố thí này. Riêng Đức Phật thấy vậy thì than rằng: phàm chí quý tộc này sao lại ngu si đến thế? Bố thí thật nhiều mà phước báo chẳng được bao nhiêu. Như gieo hạt giống trong lửa thì làm sao gặt hái được hoa trái? Nếu ta không giáo hóa thì ông ấy mãi mãi ở trong đêm dài tăm tối, không bao giờ gặp được chánh pháp. Thế là Đức Thế Tôn sửa sang y phục, dẫn thần lực từ đất bay lên, phóng ánh sáng chiếu khắp chúng hội. Thấy cảnh tượng hy hữu này, mọi người đều kinh hãi bàng hoàng, không biết là vị thần nào. Trưởng giả Lam Đạt và cả chúng hội đánh lại Đức Phật. Nhận thấy mọi người đều có tâm cung kính, Thế Tôn nói bài kệ: bỏ nghìn vàng cúng tế, suốt đời chẳng được chi, không bằng trong khoảnh khắc nhất tâm nghĩ chánh pháp, tạo phước trong một niệm hơn một đời cúng tế. Dẫu cho đến trăm năm chuyên kính thờ thần lửa, không bằng trong khoảnh khắc biết cúng dường tam bảo, phước một lần cúng dường hơn cả trăm năm kia. Đức Phật bảo Lam Đạt: có bốn trường hợp bố thí. Bố thí nhiều được phước báo ít, bố thí ít được phước báo nhiều, bố thí nhiều được phước báo nhiều, bố thí ít được phước báo ít. Bố thí nhiều được phước báo ít, như hạng người ngu si giết hại sinh vật, cúng tế quỷ thần, uống rượu ca hát, phá hoại tài sản thì không có phước và trí huệ. Bố thí ít được phước báo ít, bố thí cho hạng đạo sĩ phàm phu với tâm tham lam keo kiệt ác ý, vì người thí và kẻ nhận đều ngu si nên không có phước báo. Bố thí ít được phước nhiều, kính thờ người có đạo đức với tâm từ bi, các đạo sĩ thọ nhận xong tinh tấn tu học, sự bố thí này tuy ít nhưng phước báo rất nhiều. Bố thí nhiều được phước báo nhiều, nếu có vị hiền giả nào nhận thức được cuộc đời là vô thường, phát tâm thiện đem của cải xây dựng chùa tháp tinh xá công viên, đem các vật cần dùng như y phục giày dép giường chiếu thức ăn uống cúng dường, phước báo cúng dường ấy như nước năm sông chảy ra biển cả, dòng phước báo như thế tuôn chảy đời đời không cạn. Đó là bố thí nhiều, phước ngày thêm nhiều. Giống như đất nhà nông có tốt có xấu khác nhau thì thu hoạch kết quả cũng khác nhau. Khi ấy mọi người có mặt trong nhà trưởng giả Lam Đạt thấy Đức Phật biến hóa và nghe được những bài pháp của Ngài, họ rất hoan hỷ. Tất cả trời, người và quỷ thần chứng quả Tu Đà Hoàn, 5.000 phạm chí đều xin làm Sa Môn và chứng quả A-La-Hán. Chủ nhà Lam Đạt và mọi người trong nhà đều thọ năm giới và ngộ đạo. Quốc Dương, Đại Thần đều thọ Tam Quy, làm Ưu Bà Tắc, chứng được Pháp Nhãn. 3. Cúng tế thêm tai họa. Thở xưa, Đức Phật đang cư trú tại một tinh xá để giáo hóa dân chúng nước Xá Vệ. Khi ấy, ở nước La Duyệt Kỳ có một kẻ cuồng si hung ác, bất hiếu với cha mẹ, khinh thường người hiền, không cung kính bậc trưởng thượng, nên sự nghiệp suy sụp, thường không như ý. Thế là ông ta chuyển hướng theo đạo thờ lửa để cầu phước báo. Phương pháp thờ lửa là mỗi khi mặt trời sắp lặn, đốt một đống lửa thật lớn rồi quỳ lại đống lửa đó cho đến nửa đêm, khi nào lửa tắt mới thôi. Thực hành như thế suốt 3 năm mà chẳng có chút phước đức gì, ông ta lại quay sang thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp thờ mặt trời, mặt trăng là hướng về mặt trời, mặt trăng đảnh lễ từ khi mặt trời mọc cho đến lúc lặn. Cứ như vậy suốt 3 năm trời mà vẫn không có chút phước báo nào, ông ta lại chuyển qua thờ trời, hàng ngày đốt hương lễ bái, dâng cúng hương hoa thơm, rượu ngon, thịt heo, dê, bò, đến nỗi gia cảnh nghèo túng mà vẫn không được chút phước báo nào. Suốt một thời gian vất vả với việc thờ cúng nên thân thể ông tiều tụy, rồi bệnh tật nằm lây lất trong nhà. Nghe nói ở nước Xá Vệ của Đức Phật mà ngay cả chư thiên cũng phải cung kính, đến đó quy kính Ngài thì chắc chắn sẽ được phước báo. Thế là ông ta tìm đến gặp Đức Phật. Vừa vào cửa tinh xá, trông thấy thân tướng Thế Tôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, dung nhan lạ thường như mặt trăng giữa nghìn sao. Ông ta rất vui mừng, cúi đầu đảnh lễ, chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, con sống trong bóng đêm ngu si, không biết tam bảo, chỉ lo thờ lửa, thờ mặt trời, mặt trăng, chư thiên và quỷ thần. Suốt 9 năm chuyên cần làm những chuyện không đâu, chẳng có chút phước báo nào cả.
Ngược lại, thân xác tiều tụy, khí lực suy kiệt, thân thể rã rời, chẳng biết chết lúc nào. Vì kính phục Đức Thế Tôn là vị thầy độ người, cho nên từ xa cô tìm đến quy y, xin Ngài ban cho phước lành. Đức Phật dạy: những gì ông thờ từ trước tới giờ chỉ là yêu tà quỷ quái. Vì thế, bỏ công bỏ của cúng tế nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển. Sát sanh để cầu phước thì phước càng xa. Dẫu cho trải qua trăm kiếp khổ nhọc, giết hại các loài heo, dê khắp trong thiên hạ để cúng tế, thì chỉ chuốc lấy tội lỗi như núi Tu Di, chuốc phước như hạt cải cũng không có. Như thế chỉ tự hủy hoại mình, không phải là mê muội lắm sao? Hơn nữa, ông làm người mà bất hiếu với cha mẹ, khinh thường bậc hiền thiện, không kính bậc trưởng thượng, cống cao ngã mạn, tham sân si đầy dẫy, tội lỗi ngày càng sâu dày, thì làm sao được phước? Nếu ông có thể ăn năn sửa đổi tâm tánh, kính lễ bậc hiền thiện, giữ oai nghi lễ tiết, cung phụng bậc trưởng thượng, bỏ ác tinh thiện, sửa mình tu nhân, thì bốn phước báo ngày càng tăng, đời đời không hoạn nạn. Bốn phước báo ấy là nhan sắc đoan chính, khí lực sung mãn, an ổn không bệnh, sống lâu mà không gặp chuyện oan uổng. Nếu siêng năng thực hành thì cũng có thể đắc đạo. Thế rồi Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: cúng quỷ thần cầu phước, xét quả báo mai sau. Bốn phần chưa được một, không bằng lễ hiện giả, giữ phép tắc oai nghi, thường kính bậc trưởng thượng, bốn phước tự nhiên tăng, sống lâu và an lành. Nghe Đức Phật nói kệ xong, người ấy hoan hỷ tin hiểu, cúi đầu đảnh lễ rồi thưa: tội lỗi che lấp con suốt 9 năm trời, may mắn nhờ Thế Tôn giáo hóa mà tâm ý con được tỏ ngộ, cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm sa môn. Đức Phật bảo: thiện lai tỳ kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc của vị ấy tự rụng, liền thành sa môn, nỗ lực thiền định, cuối cùng đắc quả a la hán. Phẩm 18. Ác hành. 1. Nhân đùa quả thật. Thuở xưa, đang ở tại nước La Duyệt Kỳ, Đức Phật bảo A-la-hán tu mạng, mang tóc và móng tay của Ngài đến một ngôi chùa tọa lạc trong núi thuộc phía nam nước Kế Tân. Trong chùa này có 500 vị A-la-hán thường trú, sớm tối đốt hương, nhiễu tháp, lễ bái. Khi ấy, trong núi đó có 500 con khỉ. Thấy các đạo nhân cúng dường chùa tháp, chúng liền kéo nhau đến bờ suối sâu, lấy bùn, khiên đá, bắt chước làm tháp thờ Phật, dựng trụ, treo phan, sớm tối lễ bái như các đạo nhân. Một hôm, mưa lũ, nước suối dâng cao, 500 con khỉ đều bị dòng nước cuốn trôi, chìm trong cơn lũ thịnh nộ. Ngay lúc ấy, thần hồn chúng liền được sanh lên trời Đao Lợi, ở trong điện đài bảy báo, y phục thức ăn tự nhiên xuất hiện như ý muốn. Mỗi vị trời kia tự nghĩ: không biết chúng ta từ nơi nào mà được sanh lên cõi trời này. Thế là họ dùng thiên nhãn và thấy mình vốn mang thân khỉ, nhờ bắt chước đạo nhân làm pháp Phật để chơi đùa, nên dù chết trôi nhưng thần hồn được sanh lên cõi trời. Bây giờ mình nên xuống báo đền ân nghĩa của thân xác cũ. Sau đó mỗi vị trời mang hương hoa kỹ nhạc đến bên xác cũ trải qua đốt hương và nhiễu quanh bảy vòng. Lúc đó trong núi có 500 bà la môn là bọn ngoại học tà kiến không tin tội phước. Chứng kiến cảnh các vị trời trải qua trỗi nhạc quanh xác khỉ, họ kinh ngạc hỏi rằng: hào quang chư thiên rực rỡ như thế, cớ sao lại hạ mình cúng dường những xác khỉ này? Các vị trời nói: xác khỉ này chính là thân cũ của chúng tôi. Lúc xưa bắt chước các đạo nhân ở trong núi này làm chùa tháp để chơi, chẳng may nước trong núi dâng cao cuốn trôi chúng tôi. Nhờ chút phước mỏng này mà sau khi chết
được sanh lên trời, nay đến đây trải qua để báo đền ân nghĩa của thân cũ. Chỉ làm chùa tháp chơi mà được phước như thế, nếu dốc lòng thờ phụng Đức Phật Thế Tôn thì công đức khó sanh. Các vị tà kiến không tin Phật thì dù có khổ nhọc suốt trăm kiếp cũng không chút lợi ích. Chỉ bằng cùng nhau đến núi Kỳ Xà Quật lễ bái phụng sự cúng dường Đức Phật để được phước vô hạn. Nghe thế, mọi người đều vui vẻ dẫn nhau đến chỗ Đức Phật, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ rải qua cúng dường. Chư thiên thưa Đức Phật: đời trước chúng con làm thân khỉ, nhờ ân Thế Tôn mà được sanh lên cõi trời. Hận mình không được gặp Phật, nên hôm nay chúng con đến đây xin quy y Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, đời trước chúng con có tội gì mà phải mang thân khỉ, dù xây dựng chùa tháp mà vẫn bị nước cuốn trôi? Đức Phật dạy: mọi việc đều có nhân duyên của nó, không phải tự nhiên xảy ra. Như Lai sẽ nói rõ cho quý vị nghe. Thuở xưa có 500 thiếu niên Bà La Môn cùng nhau vào núi học đạo tiên. Lúc ấy trên núi có một vị sa môn dự định xây một ngôi tinh xá bằng đất sét. Khi xuống núi lấy nước, vị ấy đi lại nhẹ nhàng như bay. 500 thiếu niên Bà La Môn thấy vậy sinh tâm ghen ghét, đồng thanh cười nhạo: gã sa môn này lên xuống tất bật như khỉ, có gì lạ đâu, ông ta làm như vậy có ngày sẽ bị nước nhận chết dìm thôi. Kể xong, Đức Phật nói với các vị trời: sa môn trong núi thuở ấy nay chính là ta, 500 thiếu niên Bà La Môn chính là 500 con khỉ đó, vì cười đùa chế nhạo mà phải mắc quả báo như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: đùa cợt là điều ác, thân đã tạo nghiệp rồi, thọ báo có than khóc, phải trả hết tội xưa. Đức Phật lại dạy: tuy đời trước quý vị làm thân loài thú, nhưng biết chơi đùa xây tháp miếu, nên nhờ phước lành ấy tội báo diệt trừ, được sanh lên cõi trời. Ngày nay quý vị biết đến đây phụng trì chánh pháp, nhờ phước báo này sẽ mãi mãi xa lìa khổ đau. Nghe Đức Phật dạy, 500 thiên nhân trực nhận được đạo giải thoát. 500 Bà La Môn nghe giảng về quả báo tội phước thì than thở: chúng ta học đạo tiên đã nhiều năm mà không được kết quả gì, không bằng 500 con khỉ kia đùa chơi làm phước mà được sanh lên cõi trời. Đạo của Đức Phật thật là di diệu. Nghĩ thế rồi, họ đánh lễ Đức Phật xin làm đệ tử. Đức Phật dạy: Thiền Lai Tỳ Kheo. Ngay lúc đó, 500 Bà La Môn ấy liền biến thành hình tướng sa môn. Nhờ tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu họ đều chứng quả A-la-hán. 2. Thảm họa dòng họ Thích. Thuở xưa Đức Phật trú ở tinh xá trong nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời người. Lúc ấy, người con thứ của quốc vương là Lưu Ly mới 20 tuổi, cấu kết với các quan lại bức ép vua cha thoái vị, giết thái tử anh mình rồi tự tiện lên làm vua. Khi Lưu Ly vừa lên ngôi, Gia Lợi, một viên quan rất thâm độc, tâu vua: muôn tâu đại vương, khi còn làm hoàng tử có lần đến nước Xá Di bên ngoài, ngài đứng nhìn vào tinh xá của Phật thì bị những người dòng họ Thích chửi mắng hết sức thậm tệ. Lúc đó đại vương đã ra sắc lệnh: nếu ta lên làm vua sẽ tính tội này trước. Nay thời cơ đã đến, binh mã hùng mạnh, xin ngài hãy báo thù xưa. Vua Lưu Ly liền cho chuẩn bị binh mã kéo sang chinh phạt nước Xá Di. Đại Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thứ hai của Đức Phật, thấy vua Lưu Ly thống lãnh binh mã tàn sát nước Xá Di để trả thù, ắt sẽ giết chết bốn chúng đệ tử, nên vô cùng thương xót. Tôn giả liền đến thưa Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nay vua Lưu Ly tấn công nước Xá Di, con nghĩ dân chúng sẽ gặp bất hạnh, nên định dùng bốn phương tiện đưa dân nước Xá Di lên hư không, để trong biển giấu vào giữa hai ngọn núi Thiết Di, hoặc đưa đến trung tâm nước lớn ở phương khác, khiến vua Lưu Ly không biết chỗ của họ để cứu dân nước Xá Di thoát kiếp nạn này. Đức Phật dạy: này Mục Kiền Liên, ta biết thầy là người có trí đức, có khả năng che chở cho dân nước Xá Di, nhưng chúng sanh có bảy việc: sanh, già, bệnh, chết, tội, phước và nhân duyên không thể tránh được. Bảy điều này ngay cả bản thân Như Lai muốn tránh cũng không thể nào được. Quy thần của thầy có thể làm được điều đó, nhưng tội lỗi trước đây của họ không thể tránh được. Mục Kiền Liên lễ Phật rồi lui ra.
nhưng vẫn làm theo ý riêng của mình. Tôn giả đem 4-5 nghìn đàn diệt quen biết của nước Xá Di vào bình bát, rồi đặt trên các vì sao giữa hư không. Như Lưu Ly đánh nước Xá Di, giết chết 3 ức người, rồi dẫn quân trở về nước. Bấy giờ một Kiền Liên đến đánh lại Đức Phật và tự tin thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lưu Ly đánh nước Xá Di, đệ tử nương quay thần của Thế Tôn cứu được 4-5 nghìn người để trên hư không, giờ họ đều được thoát nạn. Thầy đã đến xem những người trong bát chưa? Dạ chưa. Thầy hãy đến xem đi. Mục Liên vâng lời, dùng đạo lực đem bát xuống xem. Không ngờ tất cả mọi người đều chết hết. Mục Liên vô cùng đau xót, không cầm được nước mắt, thương cho cảnh bất hạnh của họ. Tôn giả trở lại thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người trong bát đều chết hết, quay đức thần thông của con không thể cứu họ thoát khỏi tội nghiệp đời trước. Đức Phật dạy: Bảy việc ta vừa nói, cho dù Phật, chúng thánh, thần tiên hay đạo sĩ ẩn thân, phân thân cũng không thể nào tránh khỏi. Ngài lại nói bài kệ: Dù hư không, biển cả hay núi sâu, rừng thẳm, không nơi nào tránh khỏi quả báo đã gây ra. Chúng sanh mang đau khổ, đâu thoát khỏi chết già. Chỉ có bậc bi trí, không còn lỗi xấu xa. Đức Phật thuyết pháp xong, vô số người trong pháp hội nghe Ngài dạy về vô thường đều đau buồn, nghĩ rằng khó thoát khỏi tội báo, cho nên họ hân hoan mong cầu được đắc đạo và đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Phẩm 19: Dao gậy. 1. Phật chăm sóc đệ tử bệnh. Thuở xưa tại nước Hiền Đề, có một tỳ kheo trưởng lão bệnh nặng, nằm liệt giường, thân thể gầy yếu nhơ nhớp. Vậy mà trong tinh xá Hiền Đề không có người nào chăm sóc cho thầy cả. Đức Phật biết được, dẫn 500 tỳ kheo đến đó, dạy các tỳ kheo thay nhau chăm sóc và lo cơm cháo mỗi ngày cho vị ấy. Nhưng thấy vị này dơ bẩn hôi hám, nên các tỳ kheo đều tỏ vẻ ngần ngại, không muốn chăm sóc. Đức Phật dạy trời đế thích mang nước ấm đến, rồi Ngài dùng bàn tay kim cang tắm rửa cho tỳ kheo bệnh. Khi ấy mặt đất chấn động, không gian rực sáng, mọi người đều kinh sợ lặng yên. Quốc vương, thần dân, trời, rồng, quỷ thần, vô số người kéo nhau đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng tôn quý nhất trong ba cõi, đầy đủ phước đức và trí tuệ không ai sánh bằng. Tại sao Ngài lại hạ mình tắm rửa cho một tỳ kheo bệnh hoạn, thân thể nhơ nhớp hôi hám này? Đức Phật bảo quốc vương và chúng hội: Sở dĩ Như Lai xuất hiện ở đời là vì những người khổ đau không ai giúp đỡ này, cúng dường cho Sa Môn, đạo sĩ bệnh hoạn và người già cô độc nghèo khó thì sẽ được phước vô lượng, sở nguyện như ý. Thí như nước 5 sông chảy vào biển cả, phước này cũng nhiều như thế, nhờ đó công đức từ từ viên mãn và có thể đắc đạo. Nhà vua thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này do tội báo gì trong tiền kiếp mà nay bị bệnh nhiều năm chữa trị vẫn không khỏi? Đức Phật dạy: Thuở xưa có vua Ác Hành cai trị nhân dân rất tàn bạo. Ông giao quyền cho một võ sĩ tên Ngũ Bách thống lãnh việc trị phạt những người có tội. Ngũ Bách dựa vào uy thế của vua, tự ý tra khảo mọi người. Trước khi chuẩn bị đánh người, Ngũ Bách đòi lo lót tiền của. Nếu ai có tiền thì sẽ đánh nhẹ, còn không thì bị đánh đập rất tàn nhẫn, đến nỗi cả nước đều oán hận ông ta. Khi ấy có một hiền giả bị người vu khống nên cũng bị đánh đập một cách dã man. Vị này nói với Ngũ Bách: Tôi là đệ tử của Đức Phật, trong sạch không gây tội lỗi, bị người vu oan, xin rủ lòng thương mà tha thứ. Nghe nói là đệ tử của Đức Phật, Ngũ Bách nhẹ tay phớt roi không chạm vào người. Vậy sao Ngũ Bách chết, bị đọa vào địa ngục, chịu khổ đau cùng cực. Khi tội hết, sanh vào loài súc sanh, thường bị đánh đập hơn 500 đợt. Sau khi tội hết, được sanh làm người, nhưng thường mắc bệnh nặng từ nhỏ, thân thể lúc nào cũng đau đớn. Vị vua Ác Hành thuở xưa chính là Điều Đạt ngày nay. Ngũ Bách lúc trước chính là tỳ kheo già bệnh hoạn này. Còn hiền giả bị vu oan ngày xưa chính là ta. Do đời trước Như Lai bị đánh, nhưng roi không chạm vào người, nên bây giờ đích thân Như Lai tắm rửa cho thầy. Người gây nghiệp thiện ác thì phước quả cũng theo thân, dù trải qua sanh tử nhiều kiếp cũng không thoát khỏi. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ:
đánh đập người lương thiện, vu khống kẻ vô can, trả báo gấp bội phần, chết chẳng được yên thân, sống chịu nhiều đau khổ, thân thể thường yếu gầy, bệnh tật đến triền miên, lòng chán chường lo sợ, hay bị người vu khống, kẻ quan quyền hãm hại, tài sản tiêu tán dần, người thân thích ly tan, bao nhiêu nhà cao đẹp lửa dữ biến thành tro, chết đọa vào địa ngục. Đó là 10 điều khổ. Sau khi nghe Đức Phật nói kệ và kể lại chuyện đời trước, Tỳ kheo bị bệnh tự biết việc làm thổ xưa của mình nên ghi nhớ tự trách. Ngay lúc đó bệnh tật tiêu tan, thân an ý định, đắc quả A-la-hán. Quốc vương nước Hiền Đề hoan hỷ tin hiểu pháp của Phật, phát tâm trọn đời thọ trì năm giới làm cư sĩ, nên đã đắc quả Tu Đà Hoàng. 2. Thần cây khai thị. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho trời, người, rồng, quỷ thần tại Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá Vệ. Một hôm, nước Quốc Đa La Ba Đề nằm ở phía đông nước Xá Vệ. Nơi này có 500 phạm chí dẫn nhau đến ba cái ao tế thần bên bờ sông để hằng tắm gội, tẩy trừ những cấu quế trên thân. Sau đó họ lõa hình tu hành tiên nhân như pháp của Ni Kiền Tử. Trên đường đi, khi băng qua khu đầm lầy rộng lớn, họ bị lạc đường, không thể tìm được lối ra, lương thực cạn dần. Từ xa họ nhìn thấy một cây to như có thần khí, tưởng có người ở nên vội vàng tiến thẳng đến, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. 500 vị phạm chí đói khát kiệt sức khóc than, chắc mình phải bỏ thân giữa đầm này. Thần cây hiện thành người đến hỏi các phạm chí: các đạo sĩ từ đâu đến, nay định đi đâu? Mọi người đều lên tiếng đáp: chúng tôi muốn đến ao thần tắm gội cầu đạo tiên, không ngờ hôm nay bị lạc đường, đói khát khổ sở, xin ông hãy thương tình cứu giúp. Thần cây liền duỗi tay, thức ăn nước uống ngon bổ từ tay tuôn ra đầy ắp. Mọi người được ăn uống một bữa no nê, số thức ăn còn dư lại đủ để mang theo dọc đường. Lúc sắp từ biệt lên đường, mọi người tới hỏi thần cây: ông vốn tu tạo công đức gì mà được thần thông quảng đại như thế? Thần cây đáp: tôi vốn ở nước Xá Vệ, một hôm đại thần Tu Đạt muốn cúng dường thức ăn cho Đức Phật và chúng tăng nên ra chợ mua sữa đặc. Mua xong không có người mang sữa về, ông nhìn quanh thấy tôi nên mướn tôi mang về dùm. Đến Tinh Xá, ông lại nhờ tôi phụ bút ra cúng dường Phật. Sau khi Phật và chúng tăng thọ trai xong, dân nước rửa tay, tôi nghiễm nhiên được nghe pháp. Mọi người nghe pháp đều vui mừng, khen ngợi điều lành vô lượng. Hôm ấy tôi xin giữ trai giới nên chiều về nhà không ăn cơm. Vợ tôi lấy làm lạ hỏi: ông giận gì mà không ăn cơm? Tôi đáp: không giận gì cả, hôm nay ra chợ gặp trưởng giả Tu Đạt cúng dường thức ăn cho Đức Phật, tôi đến đó và trì trai giới, gọi là bát quan trai. Nghe thế vợ tôi nổi giận quát rằng: ông Cù Đàm làm loạn lẽ thường, phá phép tắc của cha ông để lại, đâu đáng để ông theo. Nếu ông không từ bỏ thì tai họa sẽ phát sinh từ đây. Vợ tôi thúc ép mãi nên tôi đành phải ăn cơm. Không ngờ đêm hôm ấy tuổi thọ đã hết, tôi trút hơi thở cuối cùng lúc nửa đêm, thần hồn sanh vào cội cây này. Vì người vợ ngu muội ấy phá hoại pháp trai giới, khiến tôi chẳng trọn nghiệp lành, nên thần thức của tôi mới sanh làm thần cây trong đầm này. Nhờ phước báo mang sữa đặc cho Đức Phật nên từ tay có thể hiện ra các thức ăn uống. Nếu tôi trọn đời giữ pháp trai giới trọn vẹn thì chắc chắn sẽ được sanh lên trời hưởng phước báo như ý. Khi ấy thần cây nói kệ cho Bà La Môn nghe: cúng tế gieo mầm quà, ngày đêm mọc cành nhánh, khổ đau hại bản thân, trai pháp độ trời người. Các phạm chí nghe kệ xong liền hiểu rõ và tin nhận, liền quay về Xá Vệ. Trên đường đi ngang qua nước Câu Lam Ni, nên ở đây có trưởng giả Vĩ Âm, là một người nhân từ, được mọi người kính trọng. Các phạm chí đến xin tá túc qua đêm. Trưởng giả hỏi: đạo sĩ từ đâu đến, nay định đi đâu? Các phạm chí trình bày hết mọi công đức của thần cây ở đầm kia và nói muốn đến Xá Vệ theo Tu Đạt thọ trì trai giới, mong được phước báo. Mỹ Âm nghe vậy vui mừng hớn hở, nhờ thiện căn đời trước chín muồi nên tự khai ngộ. Mỹ Âm thông báo cho toàn gia tộc, ai có thể thọ pháp trai giới thì thọ. Bởi xưa kia họ có chung lời hẹn ước nên có đến 500 người xin theo. Với hoài nghi tề chỉnh, họ cùng đi đến nước Xá Vệ.
Trên đường đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, họ gặp Tu Đạt nhưng không nhận ra, nên hỏi người đi theo ông: "Đây là ai vậy?" Đáp: "Đó chính là Tu Đạt." Phạm Chí và mọi người vui mừng đuổi theo và nói: "Ước nguyện của chúng ta đã thành, tìm người được người nên đuổi theo để được diện kiến." Họ cùng nhau ca ngợi. Thần Cây hết lời khen ngợi đức hạnh của Ngài, ngưỡng mộ uy kính, toàn nói những lời ca tụng để chúng tôi đến đây nương nhờ, mong được chỉ bày pháp Bát Quan Trai. Tu Đạt dừng xe đáp: "Điều mong cầu của quý vị là rất tốt. Tôn sư của tôi là Như Lai, là Đức Thế Tôn cứu độ nhân loại. Ngài đang ở tại Tinh Xá Kỳ Quan, chúng ta hãy cùng nhau đến đó." Nghe xong, tất cả mọi người đều cung kính nghe theo. Cùng Tu Đạt đi đến Tinh Xá Kỳ Quan, vừa trông thấy Đức Thế Tôn, tâm tình mọi người vui mừng khôn tả, vừa đảnh lễ sát đất rồi quỳ xuống thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu chúng con rời nhà dự định đến ba ao thần tắm rửa cầu đạo tiên. Trên đường đi gặp thần cây kể lại chuyện được gặp Thế Tôn, nên chúng con đến đây nương nhờ. Cúi xin Ngài chỉ dạy pháp vô thường di diệu cho chúng con." Đức Thế Tôn theo hạnh nghiệp của họ mà nói bài kệ: "Dù lõa hình cắt tóc, suốt đời mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, sao hết được nghi hoặc, không chém giết thiêu đốt, cũng không cầu thắng ai, từ ái khắp thiên hạ, nơi nơi không tai họa." Nghe bài kệ, 500 Phạm Chí rất vui mừng, xin làm sa môn, đắc quả A-la-hán. Mỹ Âm và thân tộc đều chứng pháp nhãn. Các vị tỳ kheo thưa Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, 500 Phạm Chí và các trưởng giả này đời trước tu tạo công đức gì mà nay nhanh chóng đắc đạo như vậy?" Đức Phật dạy: "Trong đời quá khứ lâu xa, với Đức Phật Ca Diếp ra đời, giảng về đời ngũ trượt trong tương lai cho các vị đệ tử. Trong chúng hội này có 1.000 Phạm Chí và trưởng giả nghe dạy xong cùng phát nguyện: chúng con nguyện gặp Đức Thích Ca Văn. Các Phạm Chí thời ấy nay chính là các Phạm Chí này, còn các trưởng giả thời ấy nay là nhóm trưởng giả Mỹ Âm. Do nhân duyên này mà vừa gặp Như Lai, họ liền đắc đạo." Nghe xong, các tỳ kheo rất vui mừng, đảnh lễ tu tập theo lời Phật dạy.